Để xem được những video mới nhất, bạn vui lòng nhấn vào nút subscribe để đăng ký kênh và nhấn vào chuông để nhận video mới nhất. Hello, chào mừng bạn đến với kênh CD2 Studio và quay trở lại với những video hướng dẫn kiếm tiền trên YouTube của mình. Thì mấy ngày vừa qua thì mình không có đăng video trên kênh CD2 Studio này, bởi vì mấy ngày vừa qua thì như các bạn biết là Google AdSense và YouTube đang thay đổi chính sách và bắt buộc những cái kênh YouTube chúng ta phải thông qua cái bước xác minh chứng minh nhân dân thì mới có thể nhận thanh toán từ Google AdSense được. Thì điều này gây rất là khó khăn cho các bạn làm YouTube đang kiếm tiền mà thông qua Google AdSense. Và trên các cái kênh của mình cũng phải trải qua cái bước này. Và mấy ngày vừa qua mình bận giải quyết và tìm cách xác minh danh tính thành công những cái kênh của mình. Thì khi thành công thì mình mới quyết định là mình sẽ làm cái video này để chia sẻ cho các bạn toàn bộ kinh nghiệm của mình trong suốt mấy ngày vừa qua, cũng gần một tuần rồi đó. Mình cố gắng mình chắt lọc lại những cái gì mà mình trải nghiệm được trong cái quá trình xác minh danh tính Google AdSense. Không phải chỉ một tài khoản Google AdSense mà rất là nhiều tài khoản Google AdSense, thì làm như thế nào chúng ta xác minh thành công. Thì qua cái video này mình muốn chia sẻ cho các bạn luôn. Hy vọng rằng cái video này sẽ hữu ích cho các bạn đang rơi vào cái trường hợp này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu nha. Thì trong vòng một tuần này, nếu như các bạn cái kênh YouTube của các bạn đã bật kiếm tiền rồi thì mà bật kiếm tiền thông qua Google AdSense thì bạn sẽ nhận được một cái email từ YouTube gửi cho các bạn, yêu cầu là các bạn phải đăng nhập vào tài khoản Google AdSense và phải xác minh danh tính bằng chứng minh nhân dân hoặc là bằng một cái giấy tờ tùy thân nào đó. Và đây là một cái chính sách cực kỳ nguy hiểm cho nếu như chúng ta không có kinh nghiệm mà chúng ta xác minh, thì cho dù cái kênh YouTube của các bạn đã được nhận thanh toán từ Google AdSense nhiều lần rồi nhưng các bạn xác minh không đúng hoặc là các bạn không xác minh thì cái kênh của các bạn sẽ không hiện quảng cáo nữa, thì doanh thu các bạn sẽ bị mất vĩnh viễn luôn và cái GA nó sẽ không hoạt động được. Bạn phải làm rất là nhiều thao tác như liên kết với một cái GA khác thì nó cũng có rất là nhiều rủi ro. Do đó chúng ta cần phải biết những cách để chúng ta xác minh Google AdSense thành công ngay những bước đầu để tránh rắc rối cho kênh của các bạn. Thì nếu như những cái kênh YouTube mới làm sau này thì các bạn sẽ bắt buộc là phải xác minh Google AdSense song song với lại xác minh mã PIN. Thì đó là một số cái kênh mới sau này. Còn những cái kênh cũ về trước á, thì YouTube và Google AdSense không yêu cầu chúng ta xác minh chứng minh nhân dân. Thì bây giờ bạn mới phải làm cái bước này. Và bạn yên tâm, nếu như các bạn phải xác minh thì Google sẽ gửi email thẳng đến cái email kênh của các bạn. Các bạn chỉ cần vào email các bạn check thôi. Các bạn sẽ thấy hoặc là trên channel các bạn cũng thấy cái chữ giống như thế này nè. Để các bạn biết là chúng ta cần phải xác minh Google AdSense. Ok, thì cách đây cũng khá lâu rồi ha, 5 tháng thì mình có làm những cái video về cách xác minh Google AdSense. Này, bạn hãy tìm từ khóa là xác minh Google AdSense CD2 ha, là tên kênh của mình. Thì khi bạn tìm cái từ khóa này thì có hai cái video này rất là hay. Mình làm cách đây cũng rất lâu rồi. Các bạn thấy nè, 5 tháng rồi. Nhưng mà hai cái video này nói chung là nó cũng chứa đựng những cái nội dung cần thiết để bạn hiểu được cái cách chúng ta xác minh Google AdSense thành công. Thì nếu như bạn chưa xem thì bạn cũng có thể xem để biết thời điểm đó mình đã chia sẻ những kinh nghiệm của mình như thế nào. Còn ở cái video này mình sẽ chia sẻ những cái kinh nghiệm mới nhất mình đúc kết được qua những ngày vừa qua mình xác minh Google AdSense mà chờ đợi cũng khá lâu á, thì mình sẽ chia sẻ cho bạn cái kinh nghiệm của mình. Đây là kinh nghiệm mới nhất cũng như là phù hợp với lại cái chính sách duyệt
xác minh kênh của YouTube mới nhất luôn. Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu nha. Và cái lỗi này mình nghĩ rằng bây giờ rất là nhiều kênh đang vướng phải và vô tình bị mất kiếm tiền, khá là đáng tiếc. Ok, bạn chú ý những cái phần sau đây nha. Những điều này cực kỳ quan trọng. Nếu như kênh của bạn thực sự đã bật kiếm tiền rồi thì bạn hãy làm đúng như những gì mình chia sẻ, thì bạn sẽ tránh được những cái rủi ro đáng tiếc là kênh không được xác minh Google AdSense và bị mất quảng cáo. Ok, cái bước đầu tiên, cái bước quan trọng nhất, bạn hãy chụp chụp cái ảnh chứng minh nhân dân, chỉ chụp một mặt thôi nha, không cần chụp nhiều mặt và ghép lại đâu. Lúc trước mình có hướng dẫn bạn là chụp nhiều mặt ghép lại, nhưng mà bây giờ chúng ta chỉ cần chụp một mặt thôi cũng được rồi. Nếu như bạn nào siêng thì chụp hai mặt thì cũng không vấn đề gì, nhưng mà chụp một mặt là đủ để duyệt rồi. Thì Google AdSense chấp nhận chúng ta là up lên chứng minh nhân dân hoặc là bằng lái xe. Và các bạn nhớ cho mình là hãy chụp cái hình đó trên một cái nền màu trắng hoặc là màu đen ha, đừng chụp những cái nền khác nhiều màu thì khả năng thất bại rất là cao. Rồi, đó là cái điều thứ nhất, các bạn nhớ nha, chọn một cái background, các bạn lấy một cái tờ giấy trắng A4, bạn để bằng lái chứng minh lên các bạn chụp ha, hoặc là các bạn để một cái cuốn sách cuốn vở gì đó màu đen các bạn chụp cũng được. Rồi, rồi cái bước này rất đơn giản đúng không, và các bạn chụp chọn những cái máy ảnh hoặc là cái điện thoại gì đó chụp ra được những cái hình nó chất lượng một tí nha, bởi vì những cái ảnh không có chất lượng á thì các bạn up lên là không bao giờ được duyệt. Đây, cái thứ hai nè, cái file ảnh của các bạn up lên á phải không chói sáng ha, và dung lượng ảnh phải lớn hơn 1 MB, và cái ảnh phải đủ 4 cạnh. Đủ 4 cạnh là như thế nào? Rồi bây giờ mình sẽ cho các bạn thấy ha, đủ 4 cạnh. Ok, thì đây là một cái chứng minh nhân dân chụp đủ 4 cạnh ha. Đó, các bạn thấy không? Đó, nhưng mà cái hình này thì mình lấy trên mạng thôi. Nhưng mà nếu như chúng ta chụp cái background như thế này thì nó không có đúng với lại cái cách mà Google và YouTube ưu tiên xác minh mới nhất, nên các bạn để cái background màu trắng và màu đen sau này đồng nhất là tốt nhất. Còn cái cách mà các bạn chụp á, các bạn để dư ra một khoảng như thế này là đúng nè. Mình chỉ nói cái vấn đề về canh cái hình này thôi. Còn cái background thì chúng ta sẽ đổi thành cái màu đen hoặc màu trắng nha. Ok, đó là về cái chứng minh nhân dân chúng ta chụp. Rồi, rồi đây là một cái phần rất là hay nè. Ở những cái video trước đây mình không có giới thiệu và chỉ bạn cái này. Còn ở video này mình sẽ cập nhật thêm cho bạn một cái công cụ khá là hay để cho chúng ta kiểm tra trước khi chúng ta up chứng minh nhân dân hoặc bằng lái lên. Đó là công cụ kiểm tra nhận diện thông tin ảnh của Google. Đây là một cái công cụ xây dựng bằng trí tuệ nhân tạo, tức là đây là một cái website Google xây dựng sẵn, chúng ta được quyền up những cái hình ảnh chứng minh nhân dân hoặc bằng lái lên trên đó, và cái công cụ này nó sẽ tự động nó kiểm tra cái hình của các bạn có đủ tiêu chuẩn để xác minh trên Google AdSense hay không. Nếu như không đủ tiêu chuẩn thì chúng ta sẽ chọn cái hình khác, đúng không? Thì nó sẽ an toàn hơn là bạn up thẳng cái hình đó lên Google AdSense. Các bạn hiểu ý mình đúng không? Ok, thì mình sẽ demo cho bạn luôn cái công cụ tuyệt vời này nhé. Thì đây là một cái công cụ mình cũng mới tìm hiểu được trong vài ngày gần đây mà mình áp dụng, và mình đã xác minh thành công rất là nhiều tài khoản Google AdSense một cái cách này, cũng rất là đơn giản thôi. Ok, giờ mình sẽ hướng dẫn bạn nha. Đầu tiên bạn lên Google á, bạn tìm cho mình là từ khóa là Cloud Vision API Google ha. Đây nó ra tùm lum thứ hết nè, bạn chỉ cần để cái Vision AI đây, công nghệ trí tuệ nhân tạo nè, bấm vô cho mình. Nếu như bạn nào xem mà không hiểu á, kịp á, thì bạn có thể dừng video lại hoặc là bấm lùi lại từ đầu để xem ha, để hiểu. Đây nó giới thiệu là một số công cụ trí tuệ nhân tạo, nhưng mà chúng ta chỉ cần quan tâm cái phần dưới thôi. Bây giờ bạn chọn language nha, bạn chọn tiếng Anh đi cho nó dễ hiểu nha. Chọn tiếng Anh nha. Nếu như ngôn ngữ chưa là tiếng Anh thì nên chọn tiếng Anh cho nó dễ nha, hình dung. Rồi các bạn để kéo xuống nha, bạn thấy cái phần này nè. Đây là cái phần bạn rê cái hình chứng minh nhân dân bằng lái của bạn lên để kiểm tra.
Ok, bây giờ mình sẽ lấy cái hình khi nãy. Đây là mình kéo vô nè. Đó, các bạn kéo vô. Rồi nhấn vào nút này để cho nó xác minh là chúng ta đang là một con người thật thao tác chứ không phải là máy móc. Ok, các bạn thấy nè. Thì khi up cái ảnh chứng minh nhân dân lên thì cái công cụ này nó sẽ kiểm tra, các bạn thấy nè. Nó kiểm tra những cái thuộc tính trên cái thông tin chứng minh nhân dân này. Và đây là cái phần trăm nó đánh giá là cái chứng minh nhân dân này có hợp lệ để xác minh Google Search hay không. Và các bạn thấy hiện tại đánh giá là 95%. Ha. Tức là cái chứng minh này là coi như là ổn, có thể áp dụng được. Và cái con số này các bạn nhớ cho mình là chúng ta up lên thì nó phải hơn 90% thì cái hình đó mới có khả năng xác minh Google Sense nha. Nếu như nó thấp hơn 90% thì bạn chọn cái hình khác cho mình ha, chọn cái hình khác, bạn chụp lại cái hình khác của bạn. Còn nếu như cái này bạn đạt được 100% là tốt nhất nha. Nếu có thể thì hãy làm cho nó lên 100%. Thì mình mới vừa xác minh một vài cái tài khoản của Sen và cái phần trăm này cũng hơn 90%. Và các bạn thấy là nó có những cái tab nè, face object nè. Đó. Ở đây nó nhận diện là người nè, người nè, woman nè. Bạn thấy nó thông minh không? Khi chúng ta up lên thì nó biết được cái hình này là hình của người phụ nữ luôn nè, woman luôn nè. Đó, công cụ này rất là hay. À, người phụ nữ nè. Đó. Và nó nhận diện được cái này là cái gì? Các bạn thấy nè, Identity Document nè. Nó là cái gì? Nó là chứng minh nhân dân. 98% là chứng minh nhân dân. À, License bằng lái xe là 81%. À, kế đến là cái này cái gì mình không rõ. Cuối cùng là Passport. Tức là cái này nó không nhận diện là Passport mà nó nhận diện là chứng minh nhân dân. Do đó các bạn up lên các bạn sẽ thấy là nó nhận biết được cái tài liệu này của bạn là cái gì. À, logo nè. Đó, nó các bạn thấy là một vài thông tin khác nữa nè. Cái này mới hay nè. Cái test này á là nó sẽ cho các bạn nó sẽ dịch những cái thông tin trên cái hình này thành cái chữ và nó sẽ lấy những cái chữ này nó kiểm tra với lại thông tin họ tên rồi các cái thông tin trên Google Sense mà đăng ký. Nếu như trùng khớp thì bạn mới xác minh thành công. Nếu như các bạn làm sai thì chắc chắn là không bao giờ các bạn xác minh thành công. Các bạn thấy nè, ở đây nè, tên người đăng ký là họ tên nè, Nguyễn Bảo Ngọc, thấy không? Đó, nhận diện hết luôn. Địa chỉ nhà nè, đây là cái phần quan trọng nè. Đây, Nguyên Quán nè, Bình Minh nè, Khoái Châu, Hưng Yên. Nơi đăng ký là Khoái Châu, Hưng Yên. Đó, các bạn thấy không? Chính xác luôn đúng không? Đó, những cái này là cái gì thì chúng ta ít dùng lắm. Đó, chủ yếu là dùng cái test này nè. Đó. Bạn xem cái test này nó nhận diện cái tên này có đúng hay không để bạn nhập đúng cái tên này vào tài khoản Google Sense nha. Bây giờ mình sẽ làm lại cho bạn thấy một cái chứng minh nhân dân không hợp lệ nè. Reset nha. Ví dụ như cái này đi. Không, cái này nó có cái gì nó che rồi. Thì mình lấy cái nào mà nó thiếu thông tin đi, hoặc là cái hình nó ví dụ như cái này đi. Ok, đây là chứng minh nhân dân mới nè. Ví dụ như mình lưu cái này lại nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thử nha. Hồi nãy nó là bao nhiêu phần trăm ta? 95% đúng không? Rồi với cái chứng minh nhân dân này, các cái thông tin bị che mờ như thế này, bạn xem là công cụ này nó đánh giá cái hình này như thế nào nha. Đó. Và chúng ta đang làm đến cái phần số 3 rồi nha bạn. Test cái công cụ nhận diện thông tin ảnh. Các bạn thấy không? Nó đã còn 86% thôi, là dưới 90% rồi. Là nếu như bạn dùng cái chứng minh nhân dân thấp như thế này, bạn up lên thì không bao giờ bạn được xác minh thành công. Các bạn thấy nè. Đó. Ở đây nó không nhận diện được tên nè, các bạn thấy không? Đây là cái trường hợp có những bạn chụp cái hình đó, nó bị chói sáng. Thì ở cái phần test này hệ thống nhận diện thông tin trên cái hình này
nó vẫn không hiểu được cái tên, nó không nhận biết được cái tên, thì cho dù bạn up lên cả chục lần thì nó cũng không nhận diện được và nó không bao giờ xác minh được. Do đó các bạn phải chắc chắn rằng cái phần test này nó nhận diện được cái tên của cái người cái hình này chụp thì bạn mới có thể xác minh thành công được nha. Các bạn nhớ cho mình nha. Rồi đó là cái phần số 3 chúng ta vừa hoàn thành. Tiếp theo là cái phần số 4. Cái phần số 4 là đổi thông tin trong Google Sense giống hệt chứng minh nhân dân. Sau khi các bạn up cái hình cho nó đủ điều kiện thì các bạn sẽ vào đăng nhập vào tài khoản Google Sense của các bạn hãy thay đổi thông tin họ tên, tài khoản Google Sense và thông tin thanh toán cho nó giống y với lại cái phần test mà hệ thống nhận diện thông tin của Google nó nhận diện được. Và các bạn nhớ là phải nhập đúng chữ có dấu, đúng y như là trên chứng minh hoặc là trên bằng lái của các bạn. Rồi nhập chữ hoa, nếu như trên thông tin các bạn là chữ hoa thì nhập chữ hoa, có dấu thì nhập có dấu. Các bạn làm sao các bạn nhập y xì như vậy là được. Rồi, hết cái này. Và khi các bạn đổi xong thì các bạn đợi 30 phút, 30 phút sau các bạn hãy vào Google Sense, các bạn upload cái file ảnh đó lên, cái file ảnh mà các bạn đã xác minh bằng cái công cụ nhận diện đó thành công rồi đó. Rồi, và cái cách đặt tên cái hình nữa nè, cái này cực kỳ quan trọng nha, cái này là một cái mới ở những cái video trước mình chưa hướng dẫn cái này, nhưng mà cái này mình mới tìm hiểu được nè. Nếu như các bạn up xác minh bằng chứng minh nhân dân thì các bạn hãy nhập cái đặt tên cái hình đó là ID photo Nation Identificate, rồi Driver's License là bằng lái xe, Passport các bạn biết đúng không? Chứng minh nhân dân, hộ chiếu, Passport, tất cả những cái này các bạn phải đặt đúng đúng như vậy ha. Ok, thì trên đây là năm cái bước cực kỳ quan trọng để xác minh thành công một cái tài khoản Google Sense. Thì các bạn thấy nha, đây là cái hình mình chụp lại từ cái hệ thống nhận diện của Google và mình chụp trên một cái nền đen như thế này, các bạn thấy ha, nó đạt 100% luôn đó. Thì khi các bạn up cái này lên thì khả năng các bạn xác minh thành công rất là cao. Và các bạn thấy cái tên đặt là ID photo các bạn nhớ nha. Rồi thì trên đây là toàn bộ cái cách làm và những cái bước cần thiết để chúng ta xác minh thành công một cái tài khoản Google Sense. Nếu như các bạn xem và không hiểu chỗ nào thì các bạn có thể dừng lại và comment đặt câu hỏi ngay bên dưới video này, mình sẽ hướng dẫn lại cho các bạn. Và nếu như các bạn thấy video này hữu ích hãy like cũng như chia sẻ video giúp mình để mình có động lực làm thêm những cái video tiếp theo cho các bạn xem. Cảm ơn các bạn đã xem video đến giờ. Nếu như các bạn ủng hộ mình thì hãy nhấn subscribe đăng ký kênh để xem thêm những video tiếp theo của mình. Xin chào, chúc các bạn thành công và sớm xác minh được những cái tài khoản Google Sense để nhận thanh toán trên YouTube nhé.